Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Trưa nay ăn gì. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình Trưa nay ăn gì tại Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một món cơm rất là nổi tiếng. Món cơm gì Phong ha? Món cơm tấm Biển Đông, có mặt trên thị trấn Long Điền hơn 20 năm rồi các bạn. Tôi ăn từ thời 12.000 gì á. Bây giờ giá cũng khá bình dân các bạn, chỉ có 20.000 á. Hiện tại bây giờ là 12 giờ. Sẽ cùng thưởng thức món cơm tấm tại Long Điền. Thì nói về ẩm thực Bà Rịa Vũng Tàu thì nhiều thứ lắm. Giới thiệu các bạn, đây là bạn Hiếu. Hôm nay có sự góp mặt của bạn Hiếu nữa. Bạn Hiếu hôm bữa là đi đâu không? Không có đi ăn được. Mặc dù rất là muốn đi ăn, rất là tiếc. Và hôm nay chúng tôi đã kết nạp được một theo thành viên mới, và theo một thành viên mới sẽ tốn tiền trong ngày hôm nay. Sườn đã chấm thịt, sườn bị cháy. Đây, đĩa cơm của anh Phong. Đây là thấy đâm thôi nè. Sườn nướng nè. Đây, phần này của bạn Hiếu. Đó, các bạn thấy là cái miếng sườn này ướp rất là đặc biệt. Nó có chao, nó thơm, mềm. Mềm sườn. Sườn ướp cả chao đấy anh Phong. Sườn ướp chao nó mềm miếng thịt. Sườn nướng treo mà trước giờ chưa thấy. Ngon rồi con. Nhưng các bạn nhìn thấy cộng bì không có một tí gì gọi là mỡ đó. Ăn cho nên nó không có bị ngán. Dưới mắm rồi nè. Nhiều quá. Ý thôi nha, chứ nhiều quá nó ngọt. Có mùi. Phong ăn thử miếng chả. Có hết đó hả? Chả sao anh Phong? Bị bỡ. Chả ăn rất là dai, không bị bỡ. Nước mắm thịt liền các bạn. Thịt cây đây này anh Phong. Đây như các bạn thấy không? Miếng sườn. Mình sẽ lấy miếng sườn ra. Miếng sườn nha. Đậm đà. Mềm. 20 năm rồi mới có khen nhiều anh Phong. Chưa 20 năm rồi, hương vị vẫn như nhau. Vẫn vậy. Không khác gì đâu. Đặc biệt ha. Ngon không? Ngon không? Yeah. Chả là dai. Ngon. Không có bị bỡ. Bỡ gì lắm. Đây là các thành viên vẫn anh Huy thân thuộc. Ngon không? Chưa biết ngon là thơm. Anh mới biết ngon không? Ngon. Ngon. Ok. Một đĩa cơm sườn là 20.000, sườn bị chả 20.000, còn full option là 25.000. Quá rẻ, ăn quá ngon. Và hôm nay chúng ta tốn hết nhiều anh Phong? 195k cho 7 người. Có cơm 3 dĩa cơm thêm, là mì thêm nữa. Canh nữa. Mình với anh Phong là ăn no nê. Hôm nay là ăn rất là ngon. Cảm ơn Phong. Có địa chỉ rất là thế, dẫn các bạn đến tiệm bánh ở Long Điền ha. Bánh nhà làm. Ok. Quá ngon. Ơi chào các cô. Yeah. Và để kết thúc cho buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ghé thăm một tiệm bánh. Làm tại nhà rất là nổi tiếng ở Long Điền, rất là nổi tiếng. Dù chỉ có hai thương hiệu là Văn Tập Hòa, Văn Hòa Lạc đấy, thì vòng vòng cũng mấy anh em với nhau không. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến cái nhà truyền thống người ta làm bánh, ngồi ăn tại nhà luôn.
Đây, quán cơm Biển Đông 236 Mạc Thanh Đạm, Long Điền. Ôi, Phan Tập Hòa. Chào cô. Tiệm bánh trung thu nổi tiếng tại Long Điền. Rồi. Anh Phong giới thiệu bánh này anh Phong. Bánh này có người gọi là bánh da giòn, có người gọi là bánh bía. Đặc sản của đây hả? Bánh da giòn đó. Bánh bánh này bánh bía hả? Bánh địa phương gọi bánh da giòn đó. Họ là hàng thử ngày mua. Anh đi. Cái đó nhà làm từ giờ. Mày ba trứng hả? Mày được anh Sơn cho anh thử bánh tại Long Điền tại lò là bánh à, sáng cho chứ. Đây. Đây là bánh nướng tại lò luôn, mới nướng nó hồi luôn các bạn. Này nướng lâu chưa anh Sơn? Mới nướng bị thì á. Ngon bánh. Nhưng ngon không quá ngọt. Đó các bạn ăn vừa phải. Giới thiệu anh Sơn anh Phong. Đây là chủ tiệm lò bánh. Giang Thanh Sơn. Mặt cái gian không các bạn. Cắt thêm cái bộ nữa ăn không? Rất là nổi. Cái hiệu bánh này rất là nổi tiếng ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Có bánh sẵn cho là. Đó, bây giờ anh Sơn cắt thêm cái nữa nè. Cái này là chân môn luôn hả ta? Hả? Này chân môn luôn hả? Ngon không Thủy? Rất là ngon, ngọt rất là vừa phải. Không quá ngọt không các bạn? Trứng hơi bự á. Ngon không anh? Ăn ngọt nhưng mà mình ăn được thì không đây anh Sơn cắt thêm cái nữa nè. Nhiều vậy. Wow, nhiều anh Sơn ơi. Wow, trứng nè. Cái này là bao nhiêu không? Ba trứng bao nhiêu? Khác không? Ủa phân biệt sao anh Sơn? Mồm nó nhỏ hơn mà. Nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn. Cái này có cái mồm. Cái này là sản phẩm mới anh Sơn. Đây là trung thu. Bánh trung thu à? Bánh trung thu. Văn Tập Hoàng là trước giờ mình là toàn mình làm nhà ăn thôi chứ nhà không bán ngoài. À cái này là nằm ở nhà thử. À đang làm thử ăn chứ thực tế là mình là chủ yếu là bánh dột mà anh Sơn. Bánh nào và bây giờ mình sẽ thưởng thức cái bánh này. Bánh nó vừa bánh này là anh theo lời anh Sơn nói là chỉ anh nèm ở nhà ăn thôi ăn như thế nào rồi mình review. Đi xuống dẫn đường đi em. Ngon các bạn nhìn thấy đang làm những môn nè. Cảm ơn chú ạ. Chú có buổi anh Sơn. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Đây và đây là quầy trưng bày bánh. Rất là đẹp. Rồi cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh Sơn hôm nay hỗ trợ mọi người. Được rồi, mang về. Ngon đó. Rất là vui vẻ. Đây là địa chỉ 85 Mạc Thanh Đạm, thị trấn Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, và hôm nay chúng tôi đã dùng xong bữa cơm trưa. Được ăn cơm tấm trị giá 20.000 một dĩa rất là no. Và được ăn Sơn, chủ tiệm bánh Văn Tập Hòa. Mời món mời ăn bánh bánh da huyện Long Điền. Vâng. Da dòm hay còn gọi là bánh bía. Ở ngoài hay gọi là bánh bía đó. Nói chung là bánh trung thu. Vâng, và cũng sắp đến mùa trung thu rồi. Vâng thì vâng xin kính chào các bạn và hẹn các bạn ở tập tiếp theo của Trần Anh chị. Xin chào các bạn.